Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính chào chư tôn thiện đức tăng ni. Con xin kính chào lão cư sĩ Âm. Con xin kính chào các cụ, các bác, các cô chú và toàn thể chư vị đồng tu trên thế giới đang tham gia buổi niệm Phật thực tập và hội thảo hộ niệm của ngày hôm nay. Dạ, trước khi vào chương trình, chúng con xin phép được chia sẻ một vài lời quy để cho đạo tràng chúng ta được trang nghiêm và lợi lạc hơn ạ. Dạ, trước hết khi tham gia chương trình chúng ta nên bật camera màn hình của mình để cho pháp hội Zoom được trang nghiêm hơn. Thì nếu có áo tràng thì chúng ta nên mặc áo tràng. Nếu chúng ta không có áo tràng thì chúng ta nên mặc đồ gọn gàng, chỉnh tề, lịch sự. Chúng ta không nên mặc đồ ngủ, áo sát nách hoặc quần đùi. Khi tham gia chương trình thì chúng ta nên cố gắng ngồi trang nghiêm, lắng nghe. Chúng ta tránh đi qua đi lại trước màn hình hoặc nói chuyện riêng. Chúng ta không nên vừa nằm vừa tham gia, ngoại trừ người bệnh, quý cụ cao tuổi và không có khả năng ngồi lâu được ạ. Và xin chư vị đồng tu tránh nghe điện thoại trước ống kính camera. Trong suốt quá trình Zoom, chúng con xin phép kiểm tra các màn hình và tạm tắt những màn hình chưa được trang nghiêm ạ. Và sau đây chúng con xin phép hướng dẫn cách giơ tay trong chương trình và phần hội thảo vấn đáp câu hỏi. Chúng ta có 4 cách giơ tay như sau. Cách 1, nếu chúng ta dùng máy vi tính, chúng ta có thể bấm vào chỗ mũi tên để mang lên danh sách người tham gia và bấm vào dòng chữ Raise Hand. Như chúng ta đã có cập nhật phiên bản mới của hệ thống Zoom trên máy vi tính thì chữ Raise Hand ở chỗ vừa rồi đã được chuyển sang mũi tên này. Sau khi bấm vào chữ Reaction thì mình sẽ thấy dòng chữ Raise Hand để bấm vào đó để được giơ tay ạ. À. Khi giơ tay thành công trên máy vi tính thì chúng ta sẽ thấy hình giơ tay nằm trong danh sách cạnh người tham gia trong chương trình. Cách thứ hai, nếu chúng ta dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng thì chúng ta có thể bấm vào chỗ mũi tên ở phía dưới này đây và ta tìm vào cái lệnh Raise Hand. Và cách thứ ba, cũng ở trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, chúng ta có thể bấm vào ở chỗ mũi tên này đây. Và khi danh sách hiện lên thì chúng ta có thể tìm và bấm vào tên của mình. Và chúng ta tìm bấm vào lệnh Raise Hand. Và sau khi chúng ta giơ tay thành công trên điện thoại hoặc máy vi tính bảng thì chúng ta cũng sẽ thấy hình tay được giơ lên trong danh sách người tham gia của chương trình. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và còn một cách rất là đơn giản, xin quý vị hãy đưa tay trước màn hình của như vậy và xin chư vị giữ cánh tay lâu lâu một tí. Đến khi ban tổ chức chúng con chiếu màn hình của chư vị lên thì xem như chư vị đã được vào trong danh sách giơ tay của ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và trong phần trả lời vấn đáp câu hỏi cùng với lão cư sĩ Diệu Âm thì nếu ai có câu hỏi xin ghi ra trước giấy, kính xin chư vị mình ghi làm sao cho nó ngắn gọn, xúc tích rõ ràng. Chúng con cũng xin lưu ý là mỗi lần hỏi thì chúng ta chỉ nên hỏi một câu và một ý. Để cho lão cư sĩ Duy Âm trả lời được thỏa đáng hơn và cũng để dành cho những thời gian cho những chư vị muốn đặt được câu hỏi ạ. À. Và nếu chư vị còn thắc mắc thì xin chư vị hỏi vào lần sau và để cho chương trình niệm Phật thực tập và hội thảo hộ niệm trên đường Zoom được trang nghiêm và lợi lạc hơn, chúng con kính xin chư vị hoan hỷ cho ban tổ chức chúng con đã thông báo những nội quy này ạ. À.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con xin phép gửi lại microphone cho anh MC quảng nguyện của ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời xuống. A Di Đà Phật. Cảm ơn Nguyên Học. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung nghinh chư tôn đức tăng ni Quang Lâm chứng minh. Chúng con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Chúng con kính chào toàn thể chư vị đồng tu đang hiện diện trên cả ba đường Zoom và chư vị đồng tu đang theo dõi phát trực tiếp trên các kênh YouTube và Facebook. Để mở đầu cho buổi thực tập hồi niệm hôm nay là 15 phút niệm Phật, chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng trang nghiêm đạo tràng. Chúng con cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn đại chúng sám hối và niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni Quang Lâm, chứng minh cho hàng Phật tử chúng con sám hối. Kính mời đại chúng thành tâm đọc lời sám hối rồi chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Đều do gốc bởi tham sân si. Đều do gốc bởi tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Nay con kiệt thành xin sám hối. Nay con kiệt thành xin sám hối. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Đều do gốc bởi tham sân si. Đều do gốc bởi tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Tận đáy lòng con xin sám hối. Tận đáy lòng con xin sám hối. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Đều do gốc bởi tham sân si. Đều do gốc bởi tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Tất cả tội căn xin sám hối. Tất cả tội căn xin sám hối. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật.
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm Chứng Minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Để mở đầu cho buổi thực tập hồi niệm hôm nay, chúng con có một tin vui vãng sanh muốn được chia sẻ cùng chư vị. Chúng con xin được phép chuyển đến máy của nhóm cộng tu Quảng Bình, gia đình của Hưng. Gia đình xin có lời tri ân. Dạ. Dạ, gia đình đã bắt đầu đọc chưa? Mình chưa có nghe được tiếng. Gia đình bắt đầu đọc lại để con được. Dạ, rồi anh đọc đi ạ. Dạ, A Di Đà Phật, anh xem lại âm thanh, hình như là đang có sự trở ngại về âm thanh. Dạ, trước khi chúng con sẽ quay lại và xin mời gia đình có lời tri ân sau đây, và để sau đây chúng con xin kính mời lão cư sĩ Diệu Âm xin chia sẻ với chúng con về pháp hồ niệm, và sau đó chúng con sẽ quay lại với gia đình sau. Chúng con xin kính mời lão cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Một lần mà nghe nói có tin vui vãng sanh, Diệu Âm phấn khởi quá, vui quá. Không ngờ đến cái giai đoạn này mà đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta hàng ngày có người rời khỏi cõi ta bà này, đi về Tây Phương thành đạo. Chư vị thấy có vui mừng không? Vui không chứ? Thực sự từ khi mà biết được cái phương pháp hồ niệm tiếng người vãng sanh rồi, có nhiều người mừng vui khấp khởi, quá sức mừng, quá sức vui. Lại cũng có người cảm thấy lo âu. Nếu mà có pháp hộ niệm như vậy thì người tu học Phật sẽ ý lại vào pháp hộ niệm, thành ra tu hành lởn vởn, không tinh tấn. Không biết là chư vị có nghĩ rằng là cái ý niệm này có chính xác không? Theo như dự âm thấy, khi biết được phương pháp hồ niệm rồi, hình như là người đó đã đổi đời mà không hay. Từ một người không tin Phật Pháp biến thành người tin Phật Pháp rất sâu, rất vững. Từ một người hồi giờ chưa biết Phật Pháp là gì, bây giờ bắt đầu ngày đêm niệm Phật. Từ lúc những người niệm Phật nhưng mơ mơ màng màng không biết đi về đâu, bây giờ trở thành là người niệm Phật vững vàng đi về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là khi biết được pháp hộ niệm rồi thì hình như đường tu hành tinh tấn hơn, vững vàng hơn, chuyên cần hơn. Không biết là do em nói như vậy chư vị nghĩ có đúng không? Đúng không?
thực tế là do ông lấy chính điều ông mà nói, cho nên không biết đúng hay sai, cho nên phải hỏi ý kiến của chư vị. Trước đây điều ông cũng có thỉnh thoảng đi chùa. Nói gì thỉnh thoảng này chứ thực ra cũng mía may lắm đó chư vị. Một năm tới ngày lễ cỡ chùa lạy ba lạy vậy là tu rồi đấy. Mình tưởng vậy là ngon rồi đấy. Rồi lâu lâu cũng tìm cách nghiên cứu một vài cái đạo lý nào đó, tưởng mình là đắc rồi đấy, tưởng mình là giỏi rồi đấy. Đến khi biết được phương pháp phổ niệm, thấy người vãng sanh trước mắt ngỡ ngàng, đứng rụng rời, tay chân run lẩy bẩy. Từ giờ phút đó trở về sau hình như mình đổi khác, mình không dám lơ là nữa, mình không dám ý lại nữa, mình không dám mà một năm tới một ngày lễ tới chùa 2-3 phút vậy tưởng là mình tu. Mà bây giờ thành tâm với nó là 365 ngày, ngày nào cũng phải tu. Cho nên đó là nhờ cái pháp hộ niệm này mà mình tu tinh tấn hơn. Tại sao vậy? Chư vị có biết tại sao không? Vì chính khi mình ngồi trước người bệnh hộ niệm cho người ta mới thấy những vấn đề sơ suất của người ra đi. Có nhiều người tu hành khá lắm, tự khoe tôi đã tu được 30 mấy Phật thất này Phật thất nọ, đi chùa 3 gì đó mấy chục chùa, nhưng đến khi nằm xuống rồi thì mơ mơ hồ không biết đường nào đi. Thực sự đấy chứ vị, không biết đi theo đâu, không biết làm gì cả. Mình nhìn thấy họ tu dối như vậy trong khi mình chưa tu gì cả, làm sao mình biết được con đường mình đi, làm sao mình tránh được những cạm bẫy xung quanh, làm sao mình có thể thực hiện con đường vượt qua lục đạo luân hồi trở về Tây Phương Cực Đạo Cực Lạc Thành Phật được. Trên lý thuyết thì nói là pháp Phật giống như ngọn đuốc, ngọn hai đăng đó, ở trên đỉnh núi mình cứ nương theo ngọn đuốc đó, ngọn hai đăng đó soi sáng con đường mình đi. Nói thì dễ nhưng khi bước trong đi thì hoàn toàn khác nhau chứ vậy ơi. Nhiều khi chưa đến trong núi mà mình bị vấp không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có nói tới chân núi. Khi tới chân núi rồi thì chỉ một cái gốc cây trước mặt mình nhiều khi cũng cản ngăn không cho mình đi được. Gai gốc, hầm hố, thú dữ, trung trùng những chướng nặng đang chờ những người bước lên núi mà mình không hay. Rõ ràng khi biết được người hộ niệm có thể dẫn dắt, giúp đỡ, gỡ rối, hướng dẫn cho người đi lên núi là ta là người đi lên núi đấy. Biết mà tránh đi, nếu không thì tự mình đi, tưởng là ngọn đuốc soi được nhưng thôi từ xa, nhưng đến chân núi không còn soi được nữa. Thật sự đấy chứ vậy, trùng trùng những chướng nặng chung quanh. Chính vì lý do này mà chúng ta thấy ức triệu người tu hành tìm ra một người thoát nạn quá khó. Đây là lời Phật dạy chư vị ơi. Phật còn nói thời mà pháp này khi liệt cái thân xác là người này, đời sau lấy lại thân người không được. Từng lời của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyến cáo chúng ta rõ rõ ràng ràng mà trước đây ta nghe qua quá là lỏng lẻo, nghe phớt qua rồi quên đi, cứ tưởng rằng là mình tu như vậy là đúng. Đến sau cùng rồi khi xả bỏ bó tâm, hiện tướng ác xảy ra rõ ràng trước mắt, chứng tỏ rằng đúng rồi Phật nói ức trước người tu tu hành, hàng triệu hàng tỷ người tu hành tìm ra một người thoát nạn tìm không ra.
Đây là ách nạn vô cùng to lớn của hàng phàm phu chúng ta rơi vào hàng phàm. Hàng mạc sát mạc pháp. Ấy thế mà khi hộ niệm chư vị biết không? Hôm tuần trước, dì ông có nghe một vị khai báo với dì ông rằng là tôi xin báo cáo về lão cư sĩ dì ông, một ngày như vậy, đạo tràng chúng tôi thay phiên nhau hộ niệm 500 ca. Chư vị nghe đi, 500 ca chứ phải 50 ca. Quá tuyệt vời, tại sao người ta có năng lực làm như vậy? Từng ngày 365 ngày người ta tu bên người bệnh, không bao giờ chán nản. Thay vì thành quả hàng ngày người ta đã đưa người vãng sinh trước mắt, nhờ vậy mà làm cho cái năng lực của họ mạnh lên, ý chí của họ mạnh lên, nhất định họ không chán nản ngồi bên cạnh người bệnh thâu đêm suốt sáng để niệm Phật cho người ta. Trong khi Phật dạy ức triệu người tu hành tìm không ra một người thoát nạn, ấy thế mà người hộ niệm, có một ban hộ niệm kia báo cáo dâm, tôi xin báo cáo với cư sĩ, đến nay chính ban hộ niệm của tôi đưa trên 2.000 người vãng sanh chư vị ơi. Diệu âm nói rõ ràng, người ta nói sao? Diệu âm nói vậy, rõ ràng chư tổ nói rằng là pháp môn niệm Phật, muôn người niệm Phật, muôn người vãng sanh, rõ ràng đã ứng hiện ngay tại trong nước Việt Nam chúng ta, ngay thời điểm này, không đâu xa cả. Ấy thế tại sao hồi giờ chúng ta ít thấy người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy? Chỉ vì sơ suất, chỉ vì bị vướng chấp, chỉ vì bị mắc bẫy, chỉ vì đường đi mơ mơ hồ hồ, thành ra một cái tâm chao đảo trong lúc buông xả báo tâm, ấm cảnh hiện tiền, theo đó mà đi thọ nạn. Rõ ràng vì hàng phàm phu chúng ta không định được cái tâm, không vững được cái tâm, không giữ được chánh niệm. Lúc bình thường thì ta nói giữ được, niệm câu A-di-đà quá dễ. Nhưng không ngờ đến lúc mà cận tử nghiệp ứng hiện ra, rõ ràng một câu A-di-đà Phật chúng ta hoàn toàn không biết nó bay ngõ nào mất rồi. Ta chỉ đối diện từng cơn hải hùng khủng bố chư vị ơi, từng cảnh khổ làm cho ta điên điên đảo đảo, loạn tâm, không cách nào có thể giữ được chánh niệm. Thành ra pháp Phật vi diệu, tôi vi diệu mà không có người thoát nạn. Chính vì thế chư vị có thấy rõ rệt không? Pháp hộ niệm thực sự là đại cứu tinh. Chư vị có đồng ý không chư vị? Ấn tố vậy, một đạo tràng chỉ cần đưa một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được xưng danh là đạo tràng thành tựu. Diệu âm mỗi lần mà nói cái câu này nó thấm tận trong đáy tim. Tại sao Ngài nói là có một đạo tràng, chỉ cần một người thôi cũng đủ được vào trong danh sách là đạo tràng thành tựu? Thay vì chính Ngài Ấn Quang Tổ Sư đã thấy trùng trùng những người tu hành rất nhiều đạo tràng hoàn toàn không có một sự thành tựu nào cả. Chính vì thế mà Ngài xin thưa với chư vị, luôn luôn nhắc nhở những người phàm phu chúng ta hãy kết nhóm với nhau, hỗ trợ tích cực cho nhau, hộ niệm cho nhau. Nếu không hộ niệm thì đến lúc cuối đời sống trong từng cơn ác mộng liên tục sẽ đến, làm cho chúng ta mê mê hồ hồ, không còn biết mình là ai nữa, đang nằm ở đâu, đang đi về đâu đây. Đến lúc mà có, đến nỗi có những người tắt hơi rồi mà vẫn chưa biết mình tắt hơi, vẫn còn tham chấp đủ điều. Chính vì thế mà chư vị ơi,
thực sự pháp hộ niệm vừa khế lý tại đúng lời Phật dạy, niệm Phật vãng sanh vừa khế cơ, vì chính phàm phu chúng ta cũng có thể thực hiện được để đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong cho chư vị ngộ ra con đường này, bám chặt lấy cơ hội này, quyết chí kết đoàn với nhau, hộ niệm cho nhau, nhắc nhở cho nhau, người khỏe nhắc người yếu, người đang tỉnh táo nhắc người đang đau khổ hoàn bại, cứ tin nhau đi, niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc, phải không bác nhuận xuống, nhất định phải đi cho tới ngang bác Diệu Lý, mong cho tất cả chư vị ai ai cũng về Tây Phương thành Phật hết. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. Chúng con kính xin đại chúng một tràng pháo tay thật lớn để chung cùng tri ân. Và kính thưa chư vị đồng tu, sau đây chúng con xin quay trở lại với mấy ở nhóm cộng tu Quảng Bình để gia đình xin có lời tri ân. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, anh Nam Mô A Di Đà Phật, ban tổ chức đang nghe không ạ? À? Dạ tốt rồi anh đọc đi, đọc rõ ràng chậm rãi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch lão sư cư sĩ Diệu Âm, kính thưa các cha má cùng chư vị đồng tu trên đường dung thế giới bồ niệm. Hôm nay gia đình chúng con vô cùng hoan hỷ, xin báo tin vui. Ba của chúng con là ông Võ Phi Hiệp, 67 tuổi. Ba là cán bộ đã 43 năm tuổi đảng. Ba chúng con là người hiền lành, chưa từng đi chùa, chưa biết đến Phật Pháp. Ba chúng con cuối đời đã mắc căn bệnh ung thư, nhưng rất may mắn ba đã gặp được ban hộ niệm Quảng Bình đã giới thiệu và hướng dẫn cho ba con và gia đình biết được đến với con đường niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong một tháng qua, ba con đã được ban hộ niệm tận tình cai trị, hướng dẫn, gỡ giải những vướng mắc cho ba con. Ba cũng đã được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị, gỡ giải, chuyển tận ba một lần. Và ban hộ niệm cũng hướng dẫn cho ba, cho gia đình con phải làm thế nào để giúp đỡ cho ba được thuận duyên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cả gia đình chúng con nghe lời ban hộ niệm, nhất là mẹ con, mẹ đã tận tâm, tận lực ngày đêm ngồi bên ba niệm Phật, nhắc nhở, giúp đỡ cho ba. Nhưng nghiệp chướng sâu nặng, gần tới ngày lâm chung, ba con tính khí thất thường, đuổi cả ban hộ niệm về. Chúng con tưởng chừng ba chúng con không thể vượt qua được ách nạn này, nhưng thật may mắn, gia đình chúng con vẫn vững vàng niềm tin. Chúng con xin cầu xin Tam Bảo gia trì phóng sanh niệm Phật, xin oan gia trại chủ tha thứ cho ba. Sau đó ba lại nhờ cả con mau đi nhờ ban hộ niệm để tiếp tục trợ duyên cho ba. Nhưng ngay cuối cùng ba đã tỉnh táo, niệm Phật rất tinh tấn và quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Duyên lành đã tới, vào ngày 4 tháng 11 năm 2022, ba chúng con đã xả bỏ báo thân, lại được cư sĩ Diệu Âm khai thị cho lần cuối. Gia đình chúng con tin tưởng và nhất làm theo hướng dẫn của ban hộ niệm, không dùng ngủ tân, nhất tâm niệm Phật, lại Phật sám hối, nguyện cầu chư Phật gia hộ cho ba con tỉnh táo đến hơi thở cuối cùng trong thời gian đang hồn niệm. Chúng con khóa chặt cửa, không tiếp khách cho dù bà con thân thuộc ở quê đến thăm và mong gặp ba lần cuối, nhưng chúng con cũng cương quyết không cho thăm và nói ba vẫn ổn. Chúng con mong muốn ban hộ niệm thanh tình để hộ niệm cho ba. Sau 17 tiếng đồng hồ hộ niệm, ba chúng con đã để lại hoặc thoại tưởng bất khả tư nghị, mắt hẹp mở, miệng cười rất tươi, chân tay mềm mại, toàn thân lành. Gia đình chúng con vô cùng hoan hỷ được sự ra đi của ba. Anh em bạn bè có mặt đầy đủ, ai ai cũng rất ngạc nhiên vì một người đã mất rồi sao lại có được thân tướng mềm mại đẹp đẽ như vậy.
Người trẻ thường thay áo quần mới rất khó, nhưng chúng con thay áo quần cho ba một cách dễ dàng, thật là vi diệu. Ba chúng con rất có duyên đã được sư thầy Tam Bổ Nhất Bái đi qua và đã ghé vào thắp hương tiễn ba lần cuối. Chuyện rất hy hữu như có điểm lành đến với gia đình chúng con. Giờ đây gia đình chúng con càng tin tưởng vào con đường niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con không biết nói sao cho hết những cảm xúc trong lòng. Chúng con chỉ biết nói lời tri ân sâu sắc tới lão cư sĩ Diệu Âm, tri âm ban hộ niệm Quảng Bình, tri ân cư sĩ Phúc Trí đã thay thì giúp đỡ cho ba chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm niệm công đức của ban hộ niệm và gia đình. Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa đại chúng, trong chương trình, trong phần khai thị của tối hôm nay, trường hợp đầu tiên là một trường hợp gấp khai thị cho Hương Linh. Chúng con xin kính được đọc thông tin. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh, kính bạch chú cư sĩ Diệu Âm, kính thưa ban tổ chức cùng chư liên hữu đồng tu trên đường Zoom. Tên con là Nguyễn Thị Dương. Thay mặt cho gia đình, anh, chị em, chúng con xin gửi lời khẩn cầu đến cư sĩ Diệu Âm khai thị cho Hương Linh bố con là Nguyễn Đức Lê, pháp danh Phúc Kim, 95 tuổi. Lúc sinh thời, bố con là người hiền lành. Mấy tháng trước, bố con bị bệnh nặng tuổi già. Con là một thành viên trong nhóm hộ niệm và con cũng mời nhóm hộ niệm về niệm Phật cho bố con và hướng dẫn cho bố hiểu và tin. Bố đã thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Trước khi tắt hơi, nhóm hộ niệm đã đến trợ duyên cho bố con được một ngày một đêm. Giờ bố con đã xả bỏ báo thân này được 8 giờ đồng hồ rồi. Có lúc bố con còn sợ chết, còn thích tiền. Bố con còn giận anh trưởng vì tham lam, cứ tranh giành ruộng của bố mẹ cho hai em út. Nên bố còn giận anh trai và chị dâu trưởng lắm. Gia đình chúng con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị gỡ giải cho bố con để bố con có đủ phước phần được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng con cũng xin lão cư sĩ Diệu Âm điều giải chư vị trong pháp giới cho bố con ạ. Gia đình chúng con cùng nhóm hộ niệm Yên Lạc Vĩnh Phúc xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hương Linh Phúc Kim ơi, thực sự cụ đã xả bỏ thân xác đến giờ này là 8 giờ rồi. 8 giờ xả bỏ báo thân, tức là bắt đầu từ đấy, vĩnh viễn về sau, nhất định Hương Linh không cách nào có thể dùng lại thân xác giả tạm này nữa rồi. Hương Linh ơi, chính cái thân xác của cụ Nguyễn Đức Lê đã gắn bó với nó 95 năm qua, giờ phút này cũng đành đoạt bỏ đi, không cách nào giữ được. Như vậy thì ngoài ra còn có gì có thể giữ được nữa đây Hương Linh? Cụ Phúc Kim ơi, thế giới vô thường, cuộc đời khổ nạn, một lần chết
là trải qua những cảnh đau khổ vô biên. Đời này mạt pháp rồi, nếu hướng đến giờ phút này mà định tâm lại được niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì hướng đến chấm dứt tất cả mọi cảnh vô thường khổ nạn trong tương lai. Cụ Nguyễn Đức Lê sẽ đi về Tây Phương Cực Lạc, nhận lấy cái thân quý báu vô ngần, cái thân vi diệu tuyệt lớn luôn, phước báu trí huệ viên mãn của một vị Phật. Hướng linh Nguyễn Đức Lê, pháp danh Phúc Kiếm, nếu thực sự hiểu được Phật đạo thì hướng linh phải hiểu rằng chính hướng linh là một vị Phật. Hãy nói rõ rằng là chân tâm tự tánh của linh vĩnh viễn không đau không khổ, vĩnh viễn không tử không sanh, vĩnh viễn là một vị Phật giải thoát. Chỉ vì mê chấp, chỉ vì vọng dại, không chịu trở về chân tâm thành Phật, hưởng an vui cực lạc vô tử vô sanh, mà đời đời kiếp kiếp trong quá khứ dài lâu đêm không ít, tiếp tục chịu nạn, tiếp tục chịu khổ, giờ đây nhìn cảnh tử khổ trước mắt, hương linh có thấy rúng rời không? Hướng linh có ngộ ra được không? Nếu ngay giờ phút này nghe những lời này mà giật mình tỉnh ngộ, xin hướng linh mau mau định tâm lại, nhất định nhìn ảnh tượng A-di-đà thành tâm niệm đi. A-di-đà Phật đã phát đại thể rằng nếu hướng linh tin tưởng vững tâm niệm danh hiệu ngài cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nhẫn đến 10 niệm làm được như vậy, trải qua một vài giây thôi cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì A Di Đà Phật sẽ lại ngân đường lên về Tây Phương hướng đời cực lạc an vui. Nhất định từ đấy không còn sanh tử nữa, nhất định vạn cảnh khổ không còn bám víu đến mình. Hướng linh ơi, mau mau ngộ ra con đường giải thoát, nhất định tin lời Phật dạy, đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương thành đạo cấp kỳ. Chính mình có chân tâm tự tánh là một vị Phật, cử chi mình tùy nẻo tài cõi này để tiếp tục chịu nạn vậy. Hướng linh cô Nguyễn Đức Lê ơi, khi sống cục đã sợ chết, từng sợ chết thì bây giờ đây cụ còn sợ nữa hay không? Vì chính thân xác cụ đã chết rồi, sợ cũng chết, không sợ cũng chết, chỉ nhất định quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định không còn chết nữa, vĩnh viễn sống, vĩnh viễn an vui, vĩnh viễn cực lạc. Hướng linh ơi, mau mau nghe những lời nói này mà tự mình giác ngộ. Cụ Nguyễn Đức Lê ơi, thực sự cụ đã có căn lành vô cùng lớn, thành ra trong lúc buông báo thân này ra đi, cụ được người nhắc nhở trở về Tây Phương Cực Lạc. Cụ được một gia đình đang thành tâm chấp tay cầu nguyện cho cụ Nguyễn Đức Lê pháp danh Phúc Kiếm giác ngộ viên mãn, giác ngộ tròn đầy để đi làm Phật.
Cụ Phúc Kiếm ơi, là đệ tử Phật phải nghe lời Phật, nhất định tất cả sự nghiệp tương lai, tất cả cảnh sung sướng hay khổ nạn trong tương lai, trí huệ hay mê mờ trong tương lai, quyết định ngay giờ phút này của hương linh nguyện Đức Lê Pháp danh Phúc Kim đây. Đấy, mau mau tỉnh ngộ niệm A-di-đà Phật, trở về Tây Phương, nhất định thành Phật, trở về Tây Phương nhất định gia nhập vào hàng Bồ Tát Bất Thối, một đời thành Phật, nhất định ly khai tất cả những cảnh khổ nạn của trần đời này. Hướng lên ơi, mau mau nhìn lại thân xác mình mà ngộ ra, đời này nhất định vô thường giả huyễn, không có cái gì là thật cả, chỉ có về Tây Phương mới thật, chỉ có về Tây Phương không tử không sanh thì tất cả là của ta, phước báu vô tận, ruộng đất vô tận, tiền tài vô tận, trên cõi Tây Phương đang chờ hướng linh về đó mà ước, dùng tiền tài phước báu này cứu độ vô lượng vô biên con cháu thân bằng quyến thuộc, cứu luôn cái chư vị trong pháp giới mà trong nhiều đời nhiều kiếp đến đời này mình sơ ý làm hại đến họ, hưởng lên nơi lợi lạc vô biên, chính mình giải thoát mà là nguồn năng lực vô tận cứu độ chúng sanh, nghĩ rằng là hương đến không thể chần chừ nữa mà quyết lòng định tâm niệm Phật nhé, niệm A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, niệm A Di Đà Phật cầu A Di Đà Phật hiền thân theo ngài đi về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật nhễ hướng linh. Đệ tử chúng con thành tâm nguyện cầu A Di Đà Phật, Quảng Âm Thế Chí Chư Đại Hải Chúng thương tình tiếp độ hướng linh nguyện Đức Lê Pháp danh Phúc Kim vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện cầu chư vị trong pháp giới hữu duyên với hương linh nguyện Đức Lê Pháp Kinh Pháp Danh Phúc Kim hãy cùng nhau niệm Phật tiễn đưa người phàm phu thoát cảnh phàm phu trở về Tây Phương thành Phật đi chư vị, để cho chư vị thấy rằng pháp Phật nhiễm màu thì chính mình đang ở trong cánh phàm phủ đau khổ, nhất định tất cả đều là vô thường, mau mau mạnh dạn buông cảnh vô thường xuống, buông cảnh khổ đau ra, buông tình chấp xuống, để chúng ta cùng nhau về Tây Phương cùng thành Phật đạo nhé chư vị. Nguyện cầu cho những lời nói thành tâm chi tiết này chư vị hiểu thấu, để cùng nhau đi làm Phật, cùng nhau cứu độ chúng sanh, nguyện cầu cho tất cả sớm gặp A-di-đà Phật, sớm niệm A-di-đà Phật, sớm về Tây Phương thành Phật. A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ và chúng con kính xin gia đình cùng ban hộ niệm tắt Zoom để tiếp tục hộ niệm cho cụ. Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến camera Nguyễn Thị Vân pháp danh Diệu Chơn. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính mong thầy Diệu Âm khai thị cho mẹ con. Mẹ con tên là Nguyễn Thị Vân pháp danh Diệu Chơn. Năm nay 85 tuổi, đã được thầy khai thị trước đây 2 lần rồi. Hôm nay mẹ con mong muốn thầy khai thị thêm một lần nữa ạ. Mẹ con bị bệnh tai biến, không thể tự lo cho mình được. Mẹ con có 4 người con đều ủng hộ mẹ niệm Phật vãng sanh. Chị em con cũng đã mời ban hộ niệm Minh Thành hộ niệm trực tuyến cho mẹ. Mẹ con không dùng ngũ tân, không sợ chết, nhưng mẹ còn sợ đau, sợ bệnh. Mẹ còn muốn giữ tiền để thỉnh thoảng cho cháu. Mẹ còn hay giận con cái và ít niệm Phật. Kính mong thầy Diệu Âm khai thị và điều giải chư vị trong pháp giới cho mẹ con. Con thành tâm cảm niệm công đức của thầy Diệu Âm và ban tổ chức. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
cụ Diệu Trơn. Có thấy hồi nãy có ông cụ ra đi không? Cụ Nguyễn Đức Lê đấy, phải không? Hay một cái là cụ Diệu Trơn không sợ chết? Như vậy thì có đáng vỗ tay không? Vỗ tay đi cậu. Nhớ không sợ chết tức là không đi theo con đường chết, phải đi về Tây Phương làm Bồ Tát. Cụ Diệu Trơn có đồng ý không? Đồng ý thì giơ tay lên, giơ cao lên coi. Nắm cu lại hứa cho chắc đi coi. Đợi nhớ nhè, nắm cho thiệt chắc cho vững đi, để mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Người nào niệm Phật quyết về Tây Phương Cực Lạc thì A-di-đà Phật quyết đưa người đó về Tây Phương. Về Tây Phương thì làm Bồ Tát trước, sống an vui hạnh phúc đời đời kiếp kiếp không chết nữa rồi, đúng không? Mình sướng trước cái đã chứ, đúng không? Rồi một đời mình làm Phật đi cứu độ chúng sanh, sướng không cụ Diệu Trơn? Thấy vui không? Cụ thấy tin tưởng chưa? Nếu tin tưởng thì giơ tay kênh coi. Đị bệnh tai biết mà giơ được tay như vậy là giỏi lắm rồi, chứ gì nữa phải không? Vỗ tay đây. Nhớ nha, sợ bệnh, cụ Diệu Trơn đang bệnh còn sợ gì nữa? Đúng không? Có phải không? Sợ bệnh là không có bệnh thì mới đang sợ, chứ mà sợ bệnh càng sợ thì bệnh tới với mình. Bệnh tai biến đã đứng trước mắt rồi, còn sợ gì nữa? Rõ ràng. Chính vì thế bây giờ bác Diệu Trơn có quyết lòng không? Chuyển cái sợ này thành lợi dụng căn bệnh này, nhất định trong căn bệnh này con xin về Tây Phương Cực Lạc chứ không thèm ở đây nữa. Chịu không bác Diệu Trơn? Phật dạy như vậy chứ không phải Diệu ông bày như vậy đâu nhé. Người phàm phu chúng ta luôn luôn lợi dụng căn bệnh để đi về Tây Phương Cực Lạc, cho nên Phật mới dạy khi nghĩ đến cái thân xác này không cầu hết bệnh, mà phải lấy bệnh làm gì? Làm thuốc thần, chứ không phải lấy bác sĩ làm thuốc thần đâu. Không phải lấy cái những cái toa thuốc, những cái hiệu thuốc trong bệnh, trong tiệm thuốc tây làm thuốc thần đâu. Đó là cái thuốc bệnh chứ không phải là thuốc thần. Cái thuốc thần là cái thuốc đưa ta vượt qua căn bệnh, không còn tử, không còn sanh, đi làm Bồ Tát mới là thần dược, mới là thuốc thần. Hiểu không bác Diệu Tâm? Hiểu chưa? Một lần nói là một lần ngộ đạo, một lần nói là một lần quyết chí. Như vậy thì bây giờ xin đề nghị với bác Diệu Trơn, không sợ chết nè, không sợ bệnh nè, không sợ đau luôn. Biết tại sao đau không? Có đau lần nào chưa? Chính mình ăn thịt chúng sanh, một lần cầm miếng thịt lên, bác Diệu Trơn có khi nào mà rơi nước mắt không? Tại vì mình đâu có một chút, chưa phải chết như con vật. Trong khi con vật bị hành hình sát mạng, bị người ta xé từng miếng thịt ra, đau đớn đến cỡ nào? Nghĩ như vậy mình mới thấy thương chúng sanh mà không nỡ ăn thịt chúng sanh. Không nỡ ăn thịt chúng sanh là tâm từ bi của một người Bồ Tát, của một vị Bồ Tát. Cụ Diệu Trơn ơi, cụ muốn làm Bồ Tát không? Muốn thì giơ tay lên. Muốn làm Bồ Tát nhớ nhé. Muốn thật hay muốn giỡn? Muốn thật thì nắm cu lại. Nhớ nhé. Rõ ràng
đã hứa là năm câu lại đi làm Bồ Tát thì nhất định tâm mình là tâm Bồ Tát, phải thực hiện cái hạnh Bồ Tát là hạnh từ bi thương chúng sanh. Nhất định mình quyết dùng cây đậu hũ thay cho miếng thịt để tự mình ăn miếng đậu, mà trong lúc ăn vậy sám hối rằng là tại vì con chưa vốn tạo nhiều ác nghiệp, trong đó có việc làm cho chúng sanh phải xả bỏ bốn thân cho mình ăn nữa. Nhân quả này con chịu chứ không ai chịu cho con, Phật cũng không chịu cho con được. Thì bây giờ đây con quyết ngộ ra con đường, con không thể nào mà nỡ nào ăn miếng thịt của chúng sanh. Cụ Diệu Chân ơi, chỉ cần cụ phát một cái đại tâm như vậy thì tự nhiên chư hộ pháp cúi đầu đảnh lễ, quyết chí bảo vệ cho cụ đến cùng để cụ đi vãng sanh. Nếu cụ quyết lòng làm một việc thiện nhỏ nhỏ này thôi, Phật thương cụ Diệu Chân, Phật gia trì cho cụ Diệu Chân. Nếu cụ quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, 25 vị Bồ Tát âm thầm gia hộ cho cụ Diệu Chân, nhất định đưa cụ Diệu Chân thoát tất cả ách nạn của bệnh khổ, của tứ khổ, đi thẳng về Tây Phương thành Phật, thành đạo luôn. Cụ Diệu Chân có hiểu lời nói cô Diệu Âm không? Quyết chí đi cụ, 85 tuổi rồi, đã hai lần được Diệu Âm khai thị rồi, đã thấm thía rồi, bây giờ muốn tha thiết một lần nữa thì Diệu Âm tha thiết lần thứ ba này, quyết định phát bồ đề tâm nhỏ nhỏ này thôi, nhưng mà thành tâm tự nhiên cảm ứng. Cỡ chi còn thèm miếng thịt của chúng sanh vậy cụ? Cụ Diệu Chân ơi, nếu đã hai lần cực khai thị rồi mà giờ muốn lần thứ ba nữa thì chính Diệu Âm mong muốn cụ phải hạ quyết âm để đi về Tây Phương Cực Lạc nhé. Chịu không cụ Diệu Chân? Chịu không, giơ tay lên đi. Và xin hỏi có sẵn sàng bắt đầu từ hôm nay khi xuống đường chung này nói với con cháu: con nhất định phải tìm đậu hũ cho mẹ ăn, rau muống lục cũng được, có chết đi nữa con cũng đừng khoe miếng thịt với mẹ, để cho mẹ hoàn thành cái tâm Bồ Tát từ bi, để mẹ gia nhập với hàng Bồ Tát bất thối trên cõi Tây Phương. Mẹ không chịu ở lại đây để nợ với chúng sanh, đi theo con đường sanh sanh tử tử và chui vào trong tam ác đạo chịu nạn nữa. Cụ Diệu Chân có dám hứa với Diệu Âm không? Dám. Khởi phát hứa lên đi, tự nhiên Phật lực gia đi. Con của mẹ mình đau đau rồi, giơ tay lên coi có chịu yểm trợ cho mẹ mình con đường này không? Đó. Nhớ nhé, phải làm một cái phát tâm cụ thể, đừng nên phát tâm mơ mơ hồ hồ. Nhất định chỉ cần từ những cái cụ thể này tự nhiên được Phật lực gia trì. Cơn đau dẫu có đau đi nữa, cụ vẫn nói à, càng đau ta càng thấm, càng đau ta còn thấy, vì thèm thịt vì sới mà nhiều đời nhiều kiếp ta làm đau đớn chúng sanh. Đúng ra ta phải xuống tam đồ ác đạo để chịu nạn, bây giờ ta chỉ đau một tí tẹo nội để đi về Tây Phương thành Phật, có gì đâu mà sợ. Cụ Diệu Chân ơi, vững vàng chưa, quyết tâm không? Cụ Nguyễn Thị Vân pháp danh Diệu Chân, giơ tay lên được chưa? Con gái mình đâu rồi? Giơ tay yểm trợ cho mẹ lên nhé. Và ban hộ niệm luôn luôn nhắc nhở động viên tinh thần mẹ theo như Diệu Âm nghĩ. Bà cụ Nguyễn Thị Vân pháp danh Diệu Chân, chuẩn bị liền luôn cái thân phàm phu, không thèm làm phàm phu nữa, đi làm Bồ Tát sướng hơn chứ, phải không? Chịu chưa? Vỗ tay được chưa? Vỗ tay lên đi cậu. Đúng thành rồi. Nguyện cầu cho chư vị trong pháp giới có duyên với Phật tử Nguyễn Thị Vân pháp danh Diệu Chân, xin chư vị
hãy tích cực ủng hộ, hãy quyết lòng buông tình chấp ráp, hãy hỗ trợ cho nhau để chúng ta cùng nhau trở về Tây Phương Cực Lạc, là phàm phu trong cõi ngũ trược ác thế này, không ai mà không mê mờ, không ai mà không vùng dậy, không ai mà không tạo nghiệp, nhưng chỉ còn một lòng một dạ quyết chí buông tình chấp chú niệm A Di Đà Phật thì ai ai cũng có thể trở về chơn tâm ngự trị trên cõi Tây Phương Cực Lạc đến thành Phật. Mong chư vị quyết chí niệm A Di Đà Phật hỗ trợ cho nhau, chúng ta cùng vãng sanh Tây Phương cùng thành Phật đạo hết. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Và kính thưa lão cư sĩ, vì hôm nay có một trường hợp khai thị gấp nên trong danh sách chúng con vẫn còn một trường hợp đã được đăng ký trước. Chúng con kính xin lão cư sĩ tiểu từ bi khai thị cho trường hợp này. Chúng con xin kính chuyển đến camera Đức Thắng Hà Nam, chùa Bà Giác. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là Hoàng Thị Núi. Con xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho mẹ con là Hoàng Thị Tiền, 89 tuổi, không nhớ pháp danh. Mẹ con có 8 người con, 5 trai 3 gái, mỗi người ở một nơi. Có một mình con là con gái biết đến Phật Pháp. Hiện nay mẹ con ở một mình, mẹ con cũng biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương được 3 năm rồi. Nhưng mẹ chưa hiểu rõ thế giới Tây Phương Cực Lạc lợi ích ra sao, và mẹ con chưa chịu ăn chay trường. Mẹ con còn giận các con không quan tâm mẹ nhiều. Mẹ con vẫn còn giữ tiền. Hiện sức khỏe mẹ con đã kém, nhưng mẹ vẫn tỉnh táo và niệm Phật được, vẫn tự lo được cho mình. Con xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho mẹ con và điều giải các vị hữu duyên với mẹ con để mẹ con vững lòng tin hơn và có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con xin tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin các cụ là cụ nào, là cụ Hoàng Thị Tiền đâu? A Di Đà Phật. Cụ có niệm Phật 3 năm vậy cũng hơn những người chưa biết niệm Phật. Cụ Tiền ơi, nhưng mà 3 năm, nếu giờ phút này cụ quyết lòng quyết chí hạ thủ công phu trên câu A Di Đà Phật, quyết chí đi về Tây Phương Cực Lạc, thì cụ ơi, 3 năm qua niệm Phật có giá trị lắm đấy. Còn đến giờ này mà cụ không quyết chí đi về Tây Phương Cực Lạc, cụ ơi, nếu ớm ớm ờ ờ đường về Tây Phương còn hơi phong vân do dự thì 30 năm nữa cũng biến thành mấy khối, ách nạn vẫn trùng trùng. Con nói như vậy cụ có hiểu không? Quan trọng là chính cụ quyết tâm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quyết tâm không cụ? Quyết thì cụ giơ tay cụ năm câu lại hứa cho chắc lên coi. Đúng rồi, nhớ nhé, đã quyết tâm thì Diệu Âm xin nói quyết tâm. Trong gia đình mình ai là con cái của cụ đâu? Người nào là con cái của cụ? Có một người thôi. Hai người hay một người? Một người thôi cũng được. Cụ ơi, con khuyên cụ mau mau trở về nhà người con gái biết niệm Phật mà sống đi, để đêm hôm có gì người con gái sẽ nhắc nhở cho cụ, kịp thời hộ niệm cho cụ. 89 tuổi rồi, tuổi đời của mình không còn lâu nữa đâu, đừng nghĩ rằng mình sáng suốt nhé. Thân mạng vô thường, triêu tồn tịch vong, một ngày đổi hẳn tất cả,
Một hơi thở ra không hít vào được, mình đi về thế giới khác rồi. Nếu ngay trong giờ phút đó mà không có người ứng trực nhắc nhở hộ niệm hướng dẫn bảo vệ cho cụ, thì làm sao cụ dám chắc rằng là mình trở về Tây Phương Cực Lạc đấy? Theo như tin tức nói, chính ngay cái pháp danh của cụ mà cụ cũng quên rồi, thì làm sao ai bảo đảm cho cụ khi ra đi cụ nhớ đến câu A-di-đà Phật? Cụ ơi, cho nên đầu tiên con khuyên cụ, nhất định tuổi già phải cần một người biết đạo ở bên cạnh chăm lo. Khi cụ bệnh xuống có người chăm sóc. Không biết cụ nghe những lời mà đơn giản này, cụ có dám mạnh dạn không thèm ở một mình mà phải ở bên cạnh một người con giúp đỡ cho cụ không? Vỗ tay lên đây. Bây giờ hỏi người con gái này, người con gái có chịu giơ tay lên hứa với mẹ là con sẽ nuôi dưỡng, con sẽ yểm trợ mẹ, con sẽ ủng hộ mẹ, con sẽ chăm sóc mẹ ngon lành vững vàng không? Người con gái giơ tay lên đây, hứa đi mình nắm tay chắc đi lên cho mẹ mình coi, nhớ chưa? Đúng rồi, rõ ràng phải thực hiện. Và cũng nhắc nhở thêm người con gái nữa, mẹ mình 89 tuổi rồi, thì cớ chi mà không mời một ban hộ niệm để thỉnh thoảng người ta đến nhắc nhở cho. Nhớ không, có ban hộ niệm chưa? Ban hộ niệm là ai đâu? Chưa có, thấy không? Một vị tổ sư, các ngài hiểu đạo, chân chánh tu hành, công phu sớm tối, chiều tùy xế, một ngày bốn thời, không bỏ một thời nào. Thế mà các ngài cũng chuẩn bị người bên cạnh độ niệm, huống chi mẹ tiền mình mỗi cái 3 năm niệm Phật mà niệm một mình, chắc chắn có lúc niệm có lúc không, chắc chắn không bao giờ dám tự nhận mình là đủ. Vậy thì hỏi mẹ mình nhé, mẹ mình có chịu người hộ niệm đến nhắc nhở cho mẹ mình không? Vô cùng lợi lạc, đúng rồi, vững vàng. Nhớ nhé, nhớ nhé. Và khi người hộ niệm đến, mẹ ơi, phải lắng nghe từng lời của ban hộ niệm. Người con gái phải lắng nghe từng lời khuyên của người hộ niệm và phải làm đúng theo lời ban hộ niệm nhé. Nhất định không cãi một điều gì cả. Xin hỏi mẹ mình và người con gái có chịu không? Chịu không? Đúng rồi. Xin hỏi tất cả các cụ chung quanh đều có đồng ý tham gia hộ niệm cụ tiền mình không? Đúng rồi. Phải nhớ nhé. Hộ niệm. Thì như vậy, mình nói là hộ niệm nhưng mình chưa nghiên cứu về hộ niệm, chưa biết về hộ niệm, rất cần những sự hiểu biết tường tận của ban hộ niệm. Nhớ nhé, ba quan trọng nhất định hàng phàm phu mình không thiếu đâu mẹ nhé. Vui vẻ chấp nhận, nhiều lúc ban hộ niệm la rầy mình cũng vui vẻ nhận luôn. Con hỏi mẹ, mẹ có chịu không? Có đồng ý không? Chịu. Chịu không mẹ? Đúng rồi. Người ta thương mình mới làm mà. Người ta thương mình phải nhắc nhở mình. Người ta không muốn mình làm phàm phu nữa, người ta mới nhắc nhở mình chứ. Đúng không? Không bao giờ mà người hồ niệm ghét một người bệnh đâu. Mà nhất định là ghét người bệnh không chịu về Tây Phương, cứ ở lại đây chịu nạp. Người ta buồn lắm đấy. Nhớ nghe mẹ nhé. Quyết tâm quyết chi đi. Thực sự hay vô cùng, xin mời chư vị vỗ tay đây. Rồi chưa? Chưa gì đây? Chưa ăn chay trường. Bây giờ về nhà người con gái, con gái có chịu làm món chay mà ngon ngon cho mẹ mình ăn không?
để cho mẹ mình thấy ăn chay ngon hơn ăn ăn mặn. Mẹ ơi, mẹ ăn chay một thời gian đi, mẹ nhìn miếng thịt tự nhiên thấy không dám nhìn, cho đừng có nói là ăn. Khi mà mẹ hiểu được con đường đạo rồi, nhất định không dám đi gần tới hàng thịt, chứ đừng tới lựa muốn miếng thịt nạc mà mua, nhất định nhé. Cái gì đó chịu không? Như vậy thì hỏi mẹ, mẹ có quyết chí đi làm Bồ Tát ăn chay cho ngon luôn không mẹ? Mẹ chịu không mẹ? Mẹ chưa chịu hả? Con gái mình chịu không? Đúng rồi, chịu chứ sao không chịu. Ăn chay ngon lắm, thật sự. Nếu đậu hũ mà biết bó cà chua vô cộng với món xả chiên để lên trên ngon lành vô cùng. Nếu mà sắc rồi trộn chút bún tàu vô rồi hấp lên giống như chả vậy, ngon vô cùng, thật sự ngon vô. Nếu mẹ mà nói có thể ăn trứng cũng được, ăn trứng công nghiệp, không được ăn trứng nuôi trong nhà, tại vì trứng công nghiệp không có cồn, nhớ nhé. Nếu bỏ luôn thì càng hay, mà ăn trứng cũng được, tại vì không phải là có sinh mệnh, cho nên phan dương không có gì mà gọi là phan dương hay là ấy, nhớ cụ nhé. Như vậy thì bây giờ cụ chuẩn bị về Tây Phương Cực Lạc thành Bồ Tát. Bây giờ con hỏi nè, hỏi cụ nè, cụ biết Tây Phương Cực Lạc chưa? Biết chưa? Tín Diệu Âm cũng chưa biết luôn. Khi nào vãng sanh xong rồi mới biết chứ, làm sao biết được? Diệu Âm chỉ là nghe trong kinh Phật nói về Tây Phương sướng ơi là sướng, cụ ơi. Trong kinh nói về Tây Phương mà muốn tìm một cái cảnh khổ để coi như khổ như nào, tìm không được nữa. Đến nỗi đi xuống cái dòng suối đó, xuống như cái ao đó, mình sợ nước lớn mà nếu thuốc thấp xuống thì nước nó thấp xuống liền. Mà bây giờ tôi muốn nước nó cao lên, tôi bơi nước cao lên liền. Cái lúc mà nói tôi không muốn nước đụng chạm tôi, nước nó rẽ ra hai bên cho mình đi liền. Muốn sao được vậy? Cụ ơi, cụ biết trên cõi Tây Phương nó sướng đến nỗi mà mình muốn cái gì đều được cái đó cả. Mình muốn coi thử nước Việt Nam của mình đang lạnh hay đang nóng, chỉ cần nhìn thẳng xuống đất Việt Nam mình liền, mà từ Nam chí Bắc cụ thấy rõ rõ ràng ràng. Ở đây cụ nhìn được không? Không được. Nhờ chút tivi này nó tắt điện thì thôi cũng chịu thua. Ở trên cõi Tây Phương cụ nhìn xuống ngay cả cái địa cầu này, cụ thấy tất cả từ nước này qua nước nọ, cụ thấy sướng không? Ở đây mà cụ qua bên Mỹ, cụ nói tiếng Mỹ được không? Không được. Ở Tây Phương, tiếng nói nào cụ cũng hiểu hết cả. Lạ lùng vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Muốn đi đâu thì đi ngay tức khắc. Ở đây mà cụ muốn ra ngồi săn, cụ phải chờ trong cái gậy lục cục đi ra, phải không? Ít ra 5 phút mới ra ngoài sân, phải không? Trong khi ở tại cõi Tây Phương muốn về Tây Phương Cực Lạc, trong một giây cụ đi lên xuống 500 lần cũng được luôn. Sướng không cụ? Ở một chỗ đi khắp mọi nơi, quá sướng, quá sướng. Còn nếu cụ giữ tiền, con đề nghị với cụ mau mau trở về Tây Phương Cực Lạc. Vàng ở trên đó người ta lót đường mình đi, chứ không phải là từng chỉ đeo trong ngón tay đâu. Lót đường mình đi, kim cương một cục bằng cái nhà, cụ muốn rinh bao nhiêu đó mà rinh. Cụ đem những cái phúc báu đó đi cúng hiến cho bà con cô bác, nhớ là không quên thân bằng quyến thuộc của mình. Rõ ràng một người trở về Tây Phương phước báu tràn ngập, muốn cứu ai mà không được. Nhớ nhé anh cụ, mình có cái cách để đem xuống cứu, mình có cách để mà giúp đỡ người thân. Rõ ràng muốn tiền thì về Tây Phương được tiền, muốn hết bệnh thì về Tây Phương hết bệnh, muốn không chết thì về Tây Phương không chết, muốn đi khắp 10 phương pháp chứ về Tây Phương được đi liền. Rõ ràng. Cho nên trong kinh Phật nói rõ ràng, Phật nói là nếu cụ niệm Phật
khi mà A Di Đà Phật phóng quang đưa cậu đi thì thân tướng của cậu đẹp vô cùng. Để 50 ngày thân tướng cậu đẹp rõ ràng, biết bao nhiêu người vãng sanh rồi. Như vậy một điều đúng thì tất cả đều đúng. Cậu quyết chi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chưa? Cậu quyết chi về nhà con gái chưa? Vẫn vàng không, vỗ tay lên đây có mở một lần nữa nha. Nhất định mời ban hộ niệm liền, mong cho cụ hoàn thị tiền một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cầu chư vị trong pháp giới hoan hoan hỷ hỷ hỗ trợ cho cụ hoàn thị tiền an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cầu mong tất cả chư vị nhất định ly khai cảnh đời khổ nạn này, trở về Tây Phương thanh đạo, không một người nào ở đây chịu khổ làm chi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Và kính thưa đại chúng, tiếp theo là phần vấn đáp cùng với lão cư sĩ. Câu hỏi đầu tiên chúng con xin kính chuyển đến máy ở chùa Hương Quang, Thanh Hóa. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy cũng nghe tiếng của mọi người. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chào bác đọc đi ạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Con kính bạch thầy Diệu Âm. Con kính thưa ban tổ chức, các cha má huynh đệ tỷ muội có mặt trên đường du hôm nay ạ. Hôm nay đạo tràng cũng con rất phấn khởi. Từ ngày chúng con được chuyển giao máy đến hôm nay chúng con mới là bữa thứ tư được vào thế giới hộ niệm. Chúng con xin được thay mặt cho tất cả của quan chúng con xin kính gửi lời tri ân lên thầy Diệu Âm, tri ân thầy Thích Hạnh Phú đã lan tỏa pháp môn hộ niệm niệm Phật vãng sinh đến các tỉnh phía Bắc, trong đó có chùa Hương Quang Thanh Hóa chúng con. Thầy lại tạo điều kiện xin dương tiện cho đạo tràng chùa chúng con tu hành. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết kính chúc quý thầy sức khỏe dồi dào, hết báo thân này vãng sinh thượng phẩm. Kính chúc tất cả liên hữu đồng tu trên đường xuông hết báo thân này, ai ai cũng được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc quốc. Qua đường dung này, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến sư huynh Viết Thọ đã mang thiết bị về lắp ráp và hướng dẫn cho đạo tràng chúng con sử dụng ạ. Kính thưa thầy Diệu Âm, đạo tràng chúng con mới biết đến pháp môn hộ niệm và được tham gia hôm nay là buổi thứ tư. Vì chúng con lâu đến nay chúng con mơ màng về pháp hộ niệm nên cứ chết mới gọi để đạo tràng đến niệm Phật cầu siêu. Hôm nay chúng con mơ màng không biết. Đối với câu hỏi của chúng con thì so với đạo tràng và trên đường Zoom thì quá quen thuộc, nhưng với đạo tràng chúng con thì mới mẻ và vỡ mỡ. Kính xin thầy cho con một câu ạ. Thưa thầy, hộ niệm là gì, thế nào gọi là hộ niệm, vì sao phải hộ niệm, hộ niệm có lợi ích gì, trường hợp nào được hộ niệm, trường hợp nào không được hộ niệm? Thầy đừng làm phàm phu ngu dốt với chúng con mà dám nói chỉ điểm để chúng con hiểu rõ ràng, dạy lại và để một đời này may mắn chúng con được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc quốc ạ. Chúng con thành kính tri ân công đức của quý thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Câu hỏi của bác nếu trả lời thì phải là 2 tháng mới hết. Mong bác hãy cố gắng lên đường Zoom này nhiều lần, một lần đều nói về hộ niệm cả. Nếu mà bác có thể thì hỏi ban tổ chức Diệu Âm này nói hộ niệm 20 năm qua có những cuộc tổ đàm người ta viết thành sách luôn, chứ vì có thể đem về coi thử coi. Chứ hộ niệm là gì, trường hợp nào mới hộ niệm, hộ niệm ích lợi gì, nó thành ra là một cái đài chủ đề vô cùng lớn. Và hộ niệm là gì chắc chắn bác cũng biết, là để giúp cho người
khi xả bỏ báo thân, niệm được câu A Di Đà Phật, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trường hợp nào mới được hộ niệm? Người nào cũng cần hộ niệm hết. Khi nào mới được hộ niệm? Xin thưa, phải hộ niệm ngay từ bây giờ cho đến lúc mình buông báo thân ra đi, chứ không được để đến phút chót rồi mới mời ban hộ niệm. Ban hộ niệm không có thần thánh gì, tại vì hộ niệm là một pháp đại tu vô cùng cụ thể, vô cùng căn bản, vô cùng chi tiết và rất hợp cơ. Khi biết hộ niệm thì bác sẽ biết thế nào là sơ xuất, những điều gì phải bỏ, những điều gì phải giữ. Tất cả đều là một pháp tu, mà là một pháp tu vô cùng cụ thể, chứ không phải để khi bệnh rồi mới mời ban hộ niệm, sợ rằng là lúc đó mình bị vướng nhiều quá, ban hộ niệm đâu có khả năng gỡ mình được. Cho nên hộ niệm là một pháp tu rõ rệt, vì tất cả pháp tu của Phật đều nhằm đến giải thoát con người vượt qua sáu đường sanh tử luân hồi. Thì chính pháp hộ niệm đã giúp cho từng người vượt qua sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trước mắt mọi người. Mà còn có thể nói rằng là đến giờ phút này, ở tại nước Việt Nam chúng ta không còn ai có thể đếm được số người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là pháp hộ niệm đã rõ ràng hiển hiện sự vi diệu nhiệm màu bất khả tư nghị, vô cùng cụ thể, đưa từng người phàm phu có thể vượt qua nghiệp trước đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mong chùa của mình cố gắng nghiên cứu hộ niệm cấp kỳ để kịp thời tiễn đưa người khi xả bỏ báo thân vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ đừng nghĩ rằng là hộ niệm là đợi lúc sắp chết rồi mới hộ niệm, hoàn toàn không phải như vậy. Vì câu hỏi quá là rộng rãi, cho nên mong chư vị vào Zoom hộ niệm của thầy Hạnh Phú cũng được, vào chữ âm cũng được, lần lần chúng ta sẽ hiểu thấu và sẽ nắm vững con đường hộ niệm để mình tu hành cho đúng, cho vững, cho thẳng, cho trực, để một đời này đi vãng sanh chứ không thèm đi chết vậy. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm, và chúng con xin thành kính tri ân thầy ở chùa Hương Quang cùng chư vị trong đạo tràng. Nếu các bác trong đạo tràng có cần những sách để hiểu đấu xấu hành đúng pháp hộ niệm, hoặc là những thẻ nhớ về những tòa đàm để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm, xin các bác liên lạc với anh Viết Thọ, anh sẽ gửi đến những cái tòa đàm để các bác mỗi ngày có thể nghe. Thì từ từ sẽ các bác sẽ nắm được. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đây chúng con có một câu hỏi của một vị đồng tu đã gửi đến, và vị đó cũng hiện đang có mặt ở trên Zoom. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con lời khuyên. Con trước đây có tu thiền, được một vị thiền sư hướng dẫn mỗi ngày hai thời sáng tối, mỗi thời 30 phút ngồi quán tưởng tới vị thiền sư thì sẽ được may mắn, mạnh khỏe. Nay con đã được gặp được pháp môn niệm Phật hộ niệm, nhưng trước khi vào thời khóa niệm Phật, con vẫn ngồi thiền quán tưởng tới vị thiền sư 30 phút thì an ổn cả ngày. Nếu con không quán tưởng tới vị thiền sư thì bị đau đầu, choáng váng. Vậy con xin hỏi lão cư sĩ Diệu Âm, hiện tượng này là thế nào? Nếu con niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà mỗi ngày phải quán tưởng vị thiền sư như vậy thì có được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không ạ? Con kính cảm niệm và tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thực ra ngồi thiền, trước đây Diệu Âm cũng đã thực hiện 3 năm.
Nhưng người thiền sư hướng dẫn cho dự âm không bao giờ nói là quán tưởng tư thầy thì được may mắn khỏe mạnh. Pháp Phật không dạy chuyện này. Không biết sao là cái vị thiền sư này lại bày đệ tử quán tới ngài thì được may mắn khỏe mạnh. Ai đưa cho mình may mắn khỏe mạnh vậy? Tích phước chi gia, tất khửu di dư khánh. Tích ác chi gia, tất khửu dư ương. Làm thiện làm lành, tâm ý thiện lành, tự nhiên có điều may mắn đưa đến. Tâm mình không thiện lành thì mình nhận lấy những quả báo đáng cay. Đâu có cái chuyện mà quán tưởng đến một người thì họ tặng cho mình điều may mắn khỏe mạnh. Phật dạy muốn khỏe mạnh phải có cái tâm tu bố thí vô ý, thương người giúp đời thì tự nhiên có quả báo khỏe mạnh sống lâu. Chứ Phật đọc nói quán tưởng đến đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì mình được khỏe mạnh. Đức bổn sư Thích Ca không dạy điều này. Tại sao lại có người dạy điều này? Cho nên chị âm không biết trả lời làm sao. Nếu thực sự chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì Phật dạy rằng niệm A-di-đà Phật với lòng chân thành chí kính, tha thiết cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đến khi xả bỏ báo thân mà làm được điều này, Phật nói nhẫn đến 10 niệm không được vãng sanh, Phật thề không thành Phật. Với người phàm phu, chư tổ trong tịnh độ công cấm tuyệt không cho quán tưởng trong thời mạt pháp này. Chư tổ không khuyên người niệm Phật quán tưởng. Người nào tự ý quán tưởng coi chừng bị trở ngại ráng chịu. Vì sao? Vì tâm thô quán cảnh diệu. Cảnh diệu đó chẳng qua là hảo huyền, nhất định vọng cảnh ứng hiện, đưa mình vào chỗ đại nạn không gỡ được. Cho nên chư tổ cấp không cho quán tưởng niệm Phật, mà chư tổ dạy mở miệng ra niệm câu A Di Đà Phật, gọi là trì danh niệm Phật, nhìn hình tượng Phật niệm Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật. Hai pháp này chư tổ trong thời mà pháp này khuyên người niệm Phật cố gắng giữ gìn. Chỉ còn trì danh không còn quán tưởng cũng sanh tập tướng. Rõ ràng thanh tâm niệm A-di-đà Phật, không quán tưởng, không lý lẽ gì cả, đã vội vã trở về Tây Phương. Trở về Tây Phương thì ứng hiện chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh biến thành là thực tướng niệm Phật. Chính vì thế, nếu chư vị muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải nghe Phật dạy, chứ không được nghe người thế gian dạy. Như là phải nhất hướng chuyên lại niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Tất cả cái quán tưởng sai lầm gì đó thành tâm sám hối. Con là phàm phu không quán tưởng nổi, con tâm đã mê coi chừng tâm mê vãng quán. Cảnh niệm không có mà ảo cảnh đã đến, coi chừng mình bị nạn. Đó là lời dạy của chư tổ trong tịnh độ tông. Mong chư vị nếu thực sự quyết lòng trở về Tây Phương thì một câu A Di Đà Phật không xen đập, chỉ thành mà niệm, tự nhận mình là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, thành tâm sám hối tội tình, quyết lòng niệm Phật, băng qua nghiệp chướng trở về Tây Phương, đi con đường đới nghiệp vãng sanh, chứ không thể diệt nghiệp để vãng sanh. Không thể quán tưởng một người nào để cầu may mắn, cầu gì đó khỏe mạnh, chẳng qua là cái ảo giác mình tự mình gạt lấy mình, coi chừng bị khó khăn về sau vậy.
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ. Và chúng con cũng xin đại chúng một tràng pháo tay thật lớn để tri ân lão. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa chư vị đồng tu, câu hỏi vừa rồi đã kết thúc chương trình thực tập hồi niệm tối hôm nay. Chúng con xin thông báo cùng đại chúng buổi hội thảo hồi niệm kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu, ngày 11 tháng 11, bắt đầu lúc 6 giờ chiều giờ Việt Nam. Và nếu chư vị có cần đăng ký để được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị, xin chư vị liên lạc với thầy Thích Hạnh Phú hoặc là bác Trí Thịnh Diệu Ngân qua những thông tin như trên màn hình. Và nếu chư vị có những câu hỏi mà không tự mình hỏi được vì những lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác, xin chư vị gửi câu hỏi đến cho anh Minh Thành, chị Diệu Tâm qua thông tin như trên màn hình. Và nếu chư vị có cần thỉnh những thẻ nhớ hoặc máy nghe pháp, xin chư vị liên lạc với ban ấn tống, chúng con sẽ xin gửi đến. Và một điều nữa là sau buổi hội thảo hôm nay, nếu chư vị có cần đăng ký để được lão cư sĩ khai thị, xin ở lại đường Zoom số 696-696-6789 để đăng ký trực tiếp với bác Trí Thịnh. Và sau đây chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm đọc hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trang nghiêm cõi tịnh độ, hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn, tiêu tai giải nạn, hồi hướng rộng cùng pháp giới chúng sanh, hồi hướng rộng cùng pháp giới chúng sanh, nguyện đồng lòng niệm Phật, nguyện đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng nguyện vãng sanh, đồng về Tây Phương thành đạo, đồng về Tây Phương thành đạo, trên đền bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc Quốc, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Trong thời mạt pháp này, tu pháp Phật xin chư vị lấy bốn cái y cứ của Phật đưa ra mà tu. Y pháp bất y nhân là cái điểm vô cùng quan trọng. Nếu một người nào nói sai pháp Phật, không có trong kinh nào Phật dạy như vậy, mà chúng ta vì cảm tình nể nang làm theo, thì coi chừng vướng vào đại nạn hồi nào không hay. Chính vì thế mong chư vị tất cả đều lấy kinh pháp của Phật ra mà soi chiếu, để chúng ta vững vàng an tâm đi tu hành công phu mới tốt vậy. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân chư tôn đức tăng ni đã quang lâm chứng minh.
Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ Diệu Âm và chúng con thành tâm cảm niệm công đức toàn thể chư vị đồng tu đã tham gia buổi thực tập hồi niệm hôm nay. Chúng con xin sau buổi thực tập hồi niệm, chư vị có cần đăng ký để được lão cư sĩ khai thị, xin ở lại Zoom số 696 để đăng ký trực tiếp với bác Trí Thịnh. Chương trình hôm nay đến đây đã hết. Chúng con xin kính chào tạm biệt chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.